chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần ngày thứ bảy nhiều niềm vui ấm áp bên gia đình và người thân. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến cầu Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Và như thường lệ Xuân Mỹ sẽ vào YouTube. Đây là trang chính của YouTube nè mọi người. Và đây là bên xin lỗi cả nhà, nó có tin nhắn. Đây, mình vô tìm kiếm ha. Cung đàn thương nhớ đây. Rồi, để vô cung đàn thương nhớ coi hôm nay như thế nào nha. Có quảng cáo. Bài cung đàn thương nhớ thì bây giờ nhận được 12.000 lượt thích và 30.000 bình luận, 30.000 lượt bình luận. Và lượt xem là 590.000 lượt xem. Dĩ nhiên là sáng nay đã có bị trừ nữa cả nhà, bị trừ view á. Và vẫn trụ hạng top 3 trending. Top 3 trending ha. Đấy, 590.000 lượt xem. 970 mấy. Giờ gần 591. Nhưng mà ngày nào á sáng cũng bị trừ. Lý do là sao cả nhà biết không? Chúng ta nghe tới nghe lui hoài cùng một link á. Xuân Mỹ, cái này Xuân Mỹ cũng chia sẻ thẳng thắn thôi, là khi nào mà chúng ta cài view á thì chúng ta cố gắng làm như Xuân Mỹ nói, là vào YouTube gõ tìm kiếm cung đàn thương nhớ Hồ Văn Cường thì nó sẽ ra. Thì YouTube cũng đánh giá cái top trending cũng dựa trên cái lượt tìm kiếm của khán giả tìm bài hát trên YouTube và cài view. Còn chúng ta sử dụng cái đường link, một cái đường link khác rồi cả nhà. Cái playlist mà bạn YouTuber kia tạo cho mọi người đó là một cái đường link khác rồi. Một cái đường link khác tạo thành một playlist, trong đó có một cái bài của Hồ Văn Cường và một số cái ABCD gì đó ha. Thì YouTube nó cũng cho mình là view ảo. Cả nhà có mở suốt đêm đi chăng nữa cái playlist đó thì từ đêm tới sáng YouTube quét cũng trừ. Từ đêm tới sáng của mình là từ sáng tới chiều của bên Mỹ là ngày. Mình ban đêm mình bên đây mình mở cái playlist mình nghe, nhưng mà bên kia là họ là ban ngày. Họ là ban ngày là họ bắt đầu một ngày mới, thì bên đây mình đi ngủ. Thành ra là cái đêm mà mình cài, mình tưởng là mình rảnh rang, mình cài theo cái kiểu đó, mình bỏ cái máy, mình ngủ, mình để cho nó chạy view từ đêm tới sáng đó, thì ở bên kia người ta là một ngày làm việc mới của người ta, từ sáng tới chiều của người ta sẽ quét lại. Sau một ngày làm việc thì người ta sẽ quét lại. Còn mình bên đây mình hiện giờ mình đang ban ngày thì người ta ban đêm là người ta nghỉ làm việc nè. Nhưng mà tối của mình thì là ban ngày của người ta, cho nên người ta sẽ quét thì trừ view thôi. Hôm nay thì view bị trừ thì cả nhà thấy ha. Nó vẫn chưa lên được 600.000 lượt xem. Nếu như mà chúng ta cài đàng hoàng, chúng ta cố gắng, chúng ta tìm kiếm và chúng ta tìm kiếm vài lần, 4-5 lần gì đó, chúng ta bỏ cái lịch sử tìm kiếm đó, chúng ta gõ, chúng ta chịu khó chúng ta gõ thì tìm lại, gõ cung đàn thương nhớ Hồ Văn Cường thì nó sẽ ra cái bài hát, và chúng ta cài thì view nào sẽ chắc view đó. Xuân Mỹ nói trước giờ Xuân Mỹ nói thì có thể nhiều người sẽ có rất là nhiều người không chịu, cứ chăm một số quý khán giả thôi, cứ nói là bạn YouTuber đó là thương Cường nên mới làm cái playlist cho mọi người dễ cài, nhưng mà cái playlist đó nó mới là khiến cho cái bài hát bị trừ view ảo. Video nào cũng vậy chân, MV hồi trước MV cũng bị trừ view là vậy. Nhưng mà mọi người không có tin những cái điều mà người khác nói. Khi mình đặt cái lòng tin vào ai đó, cho dù người ta có làm sai á cả nhà, mình cũng cố mà tin cái điều sai nữa. Cuối cùng á là view thì nó cứ bị trừ hoài ha. Rồi cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu. Rồi đó là nói về việc cài view ha cả nhà. Giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang tin đây, nhắc lại
rất là mừng là vẫn còn ở trong top 3 ha. Cả nhà cố gắng làm theo cách Xuân Mỹ nói là chúng ta vào cái thanh tròn tìm kiếm, chúng ta gõ cung đàn thương nhớ Hồ Văn Cường để nó ra bài hát. Chúng ta tranh thủ như vậy ha. 6 ngày mà chưa được 600.000 lượt view nữa, bị trừ, hôm nay bị trừ rất nhiều. Nếu như mà chúng ta cài một cách đường hoàng chính chính theo cái tính của thuật toán YouTube thì chắc hôm nay là cũng cỡ 800.000 đó cả nhà. Bởi vì tội nghiệp cho các bà, các cô, các mẹ cày ngày cày đêm, đêm không ăn, ngày không ngủ, cày suốt như vậy mà bị trừ thì rất là tiếc ha. Mà nhiều khi người khác nói mình không chịu đâu, mình chăm tin vào một người, nhưng mà ở trên cuộc đời này đôi khi lòng tin nó đặt sai chỗ á cả nhà. Thật nhiều khi nó đến một lúc nào đó chính bản thân mình nó mới vỡ lẽ ra cái lòng tin của mình đặt sai chỗ. Chứ người khác nói lúc mà mình tin rồi, mình tin tưởng, mình đặt hết cái niềm tin vào một ai đó thì người khác có nói gì mình cũng không có, mình không có chấp nhận đâu. Nhưng mà tự mình có rất là nhiều, có rất là nhiều người lâu nay lầm tin xong bây giờ bước ra khỏi cái vùng cái vòng tròn đó rồi đó, bước ra khỏi nhìn lại thì mới thấy là mình lầm tin quá xá luôn thật. Nhưng mà cái này Xuân Mỹ nói để cho mọi người hiểu là cái công cuộc cài view nó không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu. YouTube người ta là một cái tập đoàn đa quốc gia một kiểu vậy, mà họ xuất phát từ Mỹ. Mỹ là một cái quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ, về kinh tế, về khoa học kỹ thuật này nọ nọ kia ha. Là một cái quốc gia là số 1 thế giới, mà Việt Nam là đứng thứ gần 200 thế giới. Cái đầu của chúng ta tính không lợi họ đâu mọi người. Cho nên khi họ đưa ra cuộc chơi là họ nắm cái cán rồi. Họ nắm cái cán rồi, chúng ta là nắm cái lưỡi. Cho nên chúng ta làm sao qua mặt họ được, không có qua mặt họ được đâu. Cho nên là họ có cái cách tính view của họ, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta làm khác được. Chúng ta không thể nào chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta tin tưởng vào cái playlist đó miết, mà video nào của Cường ra cũng bị trừ view ảo. Chúng ta thấy tại sao mà cái bài Cổng Mẹ vào thời điểm đó không có playlist gì, mà chỉ hơn 3 ngày là mọi người tập trung vào tìm kiếm kênh Hồ Văn Cường, tìm kiếm cái bài Cổng Mẹ. Cổng Mẹ Hồ Văn Cường, Cổng Mẹ Hồ Văn Cường, nơi đâu cũng Cổng Mẹ Hồ Văn Cường. Lá ra thôi là vô top thịnh hành xong là 3 ngày là đạt 1 triệu view, còn bây giờ 6 ngày chưa đạt được 600 lượt view, nó mới trăm. Cứ là một đêm sáng ngày là bị trừ một ngày mấy chục ngàn, một ngày mấy chục ngàn, cộng là 6 ngày là cả nhà. Nếu nhưng mà chúng ta làm quyết liệt thì hôm nay nó cũng cỡ tầm 800 á. Rất là tiếc ha, nhưng mà Xuân Mỹ nói như vậy để mọi người suy nghĩ. Suy nghĩ không phải tự nhiên, không phải tự nhiên mà YouTube nó trừ view của mình đâu. Muốn nghe thì phải vào chính cái đây, Xuân Mỹ trở lại. Muốn nghe thì vào chính cái trang kênh YouTube là cái biểu tượng nè, trang chính YouTube nè, đó. Vào cái trang chính YouTube và gõ tìm kiếm bên đây. Đây, cung đàn thương nhớ Hồ Văn Cường, và nó ra, nó đề xuất cho mình mở lên. Nó có quảng cáo đó, đó. Đó cả nhà. Như vậy đó thì view nào nó mới chắc view đó. Chúng ta chịu khó làm như vậy. Ban đêm chúng ta đi ngủ chúng ta mở cái playlist đó, nó chạy từ tối tới sáng. Nhưng mà bên Mỹ là ban ngày, hết một ngày là bên Mỹ nó quét lại. Cho nên hết một ngày của Mỹ thì là chúng ta là sáng. Sáng chúng ta thức dậy chúng ta thấy bị trừ view là vậy. Rồi Xuân Mỹ qua bên Facebook để quay lại trang fanpage ha. Nhưng mà vẫn chúc mừng là sau 2 ngày, hôm nay nữa là ngày thứ 2 là trụ ở hạng 3 ha. Hồi trước mấy bài trước là lên hạng 3 xong chừng nửa ngày sau lại trở xuống hạng 4 rồi. Nhưng mà bây giờ 2 ngày trụ được hạng thì cũng mừng. View bị trừ thì thôi mọi người đừng có buồn ha. Chúng ta làm lại, chúng ta làm lại tiếp. Tức là chúng ta tìm bài hát lại rồi chúng ta nghe lại, cài view lại thôi. Mất mấy chục ngàn đó là giống như một đêm là chúng ta ngủ mà chúng ta mở cái playlist nó thật. Xuân Mỹ không có ghét bỏ gì người khác mà cố tình nói để cho mọi người ghét, nhưng mà Xuân Mỹ nói dựa trên một cái thực tế như vậy đó. Trang fanpage thì 16.000 người theo dõi ha. Đây là trang fanpage chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường với cái email là khinh.hovancuong@gmail.com. Hôm nay thì có một khán giả chia sẻ với Xuân Mỹ thì chị ấy ở miền Trung. 2 tây tháng 6 thì con chị ấy nghỉ hè,
chị ấy vào Sài Gòn khám sức khỏe cho con, thì 8 tháng 6 Cường lại có show Đà Lạt lại không đi được, rồi 24 tháng 4 show cũng không đi được. Thành ra là tiếc, chị ấy cũng tiếc là thấy hai nhạc sĩ thông báo hai show diễn đó là chị ấy đã đi không đi được rồi. Nhưng mà còn còn Cường đang sắp xếp nhận nhận show của May nữa, mọi người chờ đi. Show của May là mini show của Cường, riêng của Cường. Còn show của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đứng ra tổ chức, Nhâm Nhi guitar, là Cường là ca sĩ khách, cũng là ca sĩ khách mời. Trong ba ca sĩ thì thật ra để là show của Cường, nhưng mà cũng còn hai ca sĩ khách mời thì Cường cũng hát ít hơn. Rồi bên show của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy cũng vậy ha cả nhà. Thành ra là nhưng mà Xuân Mỹ thấy cái show 24 tháng 4 này vé bán như vậy là quá nhanh nha, tốc độ quá nhanh. Ngày hôm qua là sold out cái vé màu xanh lá và màu xanh dương, còn cái vé màu đỏ màu vàng là cái cung đàn đó, còn cái cung đàn cái chữ thương nhớ là hết rồi, sold out rồi. Còn cái cung đàn, cái cung 1,2 triệu, cái đàn một và 1 triệu thì còn, nhưng mà cũng số lượng như vậy là cũng còn từ đây đến đó là còn có 11 ngày nữa thì Xuân Mỹ nghĩ chắc sẽ sold out ha cả nhà. Rồi chúng ta tương tác với trang fanpage để làm gì, để khi Cường có những cái tweet mới thì chúng ta đây mình nghe, mình vô mình nghe. Xíu để thay đổi cái thấy cái trend này nó dễ thương như thế nào ha. Đó là trang fanpage, bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen thì chúc mừng 4 sinh viên của Hoa Sen nhận học bổng Lotte chiều ngày 12 tháng 4 là hôm qua. Quỹ học bổng Lotte Foundation của tập đoàn Lotte Hàn Quốc, mà chúng ta thường gọi là Lotte đó cả nhà, siêu thị Lotte đó, đã tổ chức lễ trao học bổng cho 60 sinh viên có thành tích xuất sắc từ 11 trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại khách sạn Lotte Sài Gòn. Trong đó thì trường đại học Hoa Sen có 4 sinh viên xuất sắc, mỗi mỗi suất là 400 đô, 400 đô là 10 triệu cả nhà. Đó là Lai Phương Quỳnh, khoa marketing truyền thông, Nguyễn Nhất Thống, khoa du lịch nhà hàng khách sạn, Từ Thị Ngọc Lý, khoa du lịch nhà hàng khách sạn, Phạm Quỳnh Trúc Nguyên, khoa logistics thương mại quốc tế. Lai Phương Quỳnh là sinh viên năm tư, phó chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Hoa Sen, nhận học bổng chia sẻ: tham dự buổi lễ em được truyền cảm hứng bởi chia sẻ của bà Han Sun Chang, chủ tịch quỹ học bổng Lotte. Mỗi sự chia sẻ và sự đóng góp sẽ là một vòng tuần hoàn để chung tay phát triển tương lai. Từ suất học bổng này cùng một môi trường học tập và các hoạt động đoàn hội mà em được tham gia tổ chức tại Hoa Sen, em sẽ có thêm cơ hội tiếp tục sứ mệnh vòng tuần hoàn sẻ chia và giúp đỡ mọi người. Chúc mừng bốn bạn nha, chúc mừng bốn bạn đã xuất sắc được học bổng này. 400 đô cũng là quý ha cả nhà. Đấy, tại vì tới 60, 60 mà 60 học sinh thì là 60 sinh viên là tới 20 mấy ngàn đô đó cả nhà. Đây bốn bạn ha, đại diện của Lotte, mình hay gọi Lotte đây, thầy cô đưa các bạn đi. Không khí tại buổi lễ nè cả nhà, 60 sinh viên của 11 trường chúc mừng 60 sinh viên nhận học bổng của Lotte và chúc mừng 4 sinh viên của trường Đại học Hoa Sen ha.
Đó là cái tin của trường đại học Hoa Sen nha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang của anh Nguyễn Minh Cường để cho cả nhà xem. Anh Nguyễn Minh Cường sáng nay anh có đăng cái thông tin để đây lưu lại kỷ niệm cái tên Nguyễn Minh Cường được nằm trong top thịnh hành cùng lúc hai bài. Thiệt ra hồi xưa bài của tôi cũng lên thịnh hành nhiều rồi nhưng không có được để tên nhạc sĩ lên tựa, nên lần này được tính là lần đầu. tháng tư của tôi quá đã. Mừng sinh nhật 36 tuổi ha, giúp một bạn ca sĩ trẻ ra MV ngày 6 tháng 4, bài hát lọt vô top thịnh hành, rồi 24 tháng 4 lại có một cái show diễn mà do mình là đứng ra dẫn dắt chương trình, rồi lại có hai bài hát nè, tự nhiên Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Minh Cường vô top 30, cung đàn thương nhớ Hồ Văn Cường, Nguyễn Minh Cường giờ hiện đang ở top 3 đây. Chúc mừng nha. Ảnh nói hồi trước giờ bài hát của ảnh tên nhạc sĩ để ở đâu chỉ hiện lên tên của ca sĩ thôi. Lần này thì là Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Minh Cường đàng hoàng nha, tức là ảnh tham gia vào cái video đó luôn, ảnh tham gia diễn. Còn như trước đây thì ảnh không có ngồi đánh đàn theo kiểu này, cho nên là để tên nghệ sĩ không à. Bây giờ là ảnh tham gia luôn cho cái MV đó nè, ví dụ như Hồ Ngọc Hà hát bài tự nhiên là Nguyễn Minh Cường ngồi đánh đàn, còn ở đây là Nguyễn Minh Cường cũng ngồi chụp hình tạo cái video luôn cho Cường, cho nên nè đó, hai chú cháu ha. MV của hai chú cháu hiện nay đang trụ hạng ở top 3, giống như ảnh nói đây là lần đầu tiên, nhưng mà thật ra vui lắm cả nhà. Khi mà làm nhạc sĩ hay là làm bất kỳ công việc gì mà đứa con tinh thần của mình á, cái sản phẩm của mình á được công chúng đón nhận và lọt được những top, nhận được những cái giải thưởng. Ví dụ như là hồi xưa Xuân Mỹ làm đó, viết những cái bài báo đó mà được, ví dụ đầu tiên là cơ quan nè, cơ quan sẽ đánh giá bài viết chất lượng cao, trao thưởng cho mình đó. Xong rồi cơ quan sẽ chọn những cái bài viết hay đi dự thi của Hội Nhà báo thành phố, tức là giải báo chí cấp thành phố ha. Rồi mà mình được giải của báo chí cấp thành phố xong thì thành phố sẽ chọn để dự những cái cuộc thi báo chí toàn quốc. Mà đạt được mà một giải của báo chí toàn quốc nha cả nhà là vinh dự dữ lắm luôn. Đạt được giải báo chí là coi như là cái thành quả đó là rất là xứng đáng, xuất sắc luôn đó. Cũng giống như bây giờ MV của Cường được công nhận và lọt top thịnh hành vậy đó cả nhà. Xuân Mỹ nói như vậy để chúng ta hiểu là bất kỳ ai cũng vậy, ra một cái sản phẩm mà được công chúng đón nhận, được cơ quan ban ngành, được hội này hội kia chấm giải là rất là vinh dự. Cũng giống như Cường vậy đó. Có thể hồi ngày đầu á, Cường đi dự thi á, đăng ký dự thi á, em ấy không có nghĩ mình được quán quân đâu. Nhưng mà khi đi thi thì Hồ Văn Cường đã tạo nên một cái hiện tượng âm nhạc đó, như nhiều người đánh giá và báo chí cũng đăng đó, và cuối cùng là lọt vô vòng 2 rồi vòng 3 rồi chung kết và được giải quán quân. Thì dĩ nhiên có sự chung tay góp sức của nhiều người, nhưng mà phải là xuất phát từ cái thành tựu cá nhân, thành tích cá nhân đúng không? Phải xuất phát từ cái năng khiếu. Cường mà có được cái giải thưởng quán quân Việt Nam Idol Kids cũng phải có cái năng khiếu, cái chất giọng, cái làn hơi lãnh lót như con chim sơn ca đúng nghĩa luôn, là lãnh lót ngân vang luôn, cho nên là tạo nên một cái hiện tượng âm nhạc nhí thì mới được công chúng đón nhận và bình chọn cho em ấy mấy chục phần trăm như vậy ha cả nhà. Thì hôm nay cũng vậy, anh Nguyễn Minh Cường, Xuân Mỹ hiểu cái tâm trạng của ảnh. Đứa con tinh thần của mình ra đời mà được sướng tên trên bảng thịnh hành, ví dụ bài Qua Nở Không Màu hồi xưa cũng vậy ha. Rồi bây giờ ảnh nói là cái tên của ảnh được chạy trên màn hình này nè, đó, được chạy cùng với cái tên của ca sĩ, thì ảnh nói đây là lần đầu tiên, xem như lần đầu tiên. Rồi chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, dấu mốc tuổi, tức là chúc mừng chàng trai đi. Đây Xuân Mỹ, tại bạn ấy còn rất trẻ ha, so với Xuân Mỹ thì bạn ấy còn rất trẻ. Chúc mừng chàng trai của tháng 4 ha. Ví dụ nói tới Hồ Văn Cường thì chàng trai tháng 3, nhưng mà Nguyễn Minh Cường, Cường chú thì chúc mừng chàng trai tháng 4, bởi vì là tháng 4 bạn ấy đã có những cái thành tích nổi bật như vậy. Chúc mừng ha. Đó là cái bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Album cái bài hát tự nhiên lên trending, Hồ Ngọc Hà biểu diễn ha. Rồi là như vậy, là trong tháng 4 ảnh được hai bài, bài cung đàn thương nhớ và bài tự nhiên ha. Hai ca sĩ họ Hồ hát hết cả nhà ha. Ca sĩ Hồ Văn Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà đó, hai cô cháu nhà họ Hồ
cùng cùng đạt cùng vô top trending. Hồ Ngọc Hà vô top 30, bài Tự Nhiên Hồ Ngọc Hà hát vô top 30 là cả nhà biết sao không? Là vì là phát hành sau nha, mới phát hành hồi bữa 10 10 tây, 8 tây chứ, 8 8 tây bữa thứ hai. Hôm nay là 11 tây thì cũng vô top, tức là sau 3 ngày, bài này thì sau 3 ngày là vô top trending. À không, 8 tây là anh Nguyễn Minh Cường anh ra mắt, nhưng mà sau đó phát hành trên trên kênh YouTube Hồ Ngọc Hà là ngày 10, ngày 10 mới phát hành cả nhà. Cho nên là hôm nay đã vô top trending ha. Chúc mừng hai ca sĩ có công nhận nó trùng hợp ha cả nhà, nó trùng hợp, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúc mừng hai hai bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường fan club. Hồ Văn Cường fan club. Ở đây thì Xuân Mỹ thấy khán giả đã có lịch diễn của Lulu Lola tại Đà Lạt này cả nhà ơi. 8 tháng 6 chúng ta lại có hẹn với Hồ Văn Cường ha. Đây, Hồ Văn Cường và khách mời, show diễn của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy, 50 năm live show của Nguyễn Nhất Quy. Đây, Lulu Lola Đà Lạt đã lên lên lịch diễn ha. 50 năm live show Nguyễn Nhất Quy, Hồ Văn Cường và khách mời. Lại đưa tên Hồ Văn Cường đầu tiên ha. Vì là Cường đã chốt với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy rồi cho nên chắc chắn đây người ta cũng để Lulu Lola ở đầu đèo Ren, đường 3 tháng 4, đồi Cà Ri Dê, phường 3, thành phố Đà Lạt. Đấy, đầu đèo Ren tức là bắt đầu vô đèo Ren đó, ở đường 3 tháng 4, đồi Cà Ri Dê, phường 3, thành phố Đà Lạt. À, người ta để rõ địa chỉ cả nhà. Ngày 8 tháng 6 ha. Ngày 8 tháng 6 rồi. Đó, Xuân Mỹ thấy là fan của Cường cũng cũng đã share cái thông tin của Lulu Lola vô rồi nè ha. Đấy, cả nhà. Rồi, chúc mừng ha. Rồi May. May Sài Gòn đây. May Sài Gòn thì 30 30 tháng tháng 5 nhà hát thanh niên. Đây mới đúng là show của Cường nè. Đây. Nhờ vô May ha. Trời ơi, tin vui. Tin vui, nói tiếp tin vui nha. Tin vui, nói tiếp tin vui nha. Rồi, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đều có hết rồi ha. Đây. Nè. TikTok của May Sài Gòn. May Sài Gòn đúng không? Đây. Hồ Văn Cường. Nè. 20 giờ nhà hát thanh niên, cái chỗ mà 3 tháng 11 đó. Đây TikTok nè, 30 tháng 5 lại hẹn Cường tại May Sài Gòn nha cả nhà, xanh được chuối ơi, tèn ten ten tèn ten. May lang thang Đà Lạt, May lang thang Đà Lạt đã nè. Nhà thấy không? Đó, fan của Cường đã chia sẻ vô hát ở tại Sài Gòn nè. Sài Gòn như vậy là Sài Gòn là tháng 4, 24 tháng 4 và 30 tháng 5 là coi như mỗi tháng, rồi tháng 6 là mỗi tháng có một show rồi đó ha. Rồi thiệt là quá đã đi. Cả nhà ơi, show Hồ Văn Cường May Sài Gòn, nhà văn hóa thanh niên, trời ơi, thích quá đi. Đây.
đó. À, giá vé là 1,5 triệu, 1,2 triệu, 950 ngàn, 750 và 900 ngàn và 500 ngàn đó. Rồi chuẩn bị lúa gạo chưa mọi người ơi, chuẩn bị lúa gạo chưa đó. Thêm một cái tin nữa ha, ha giá vé nè, nè đây chưa có poster nữa đó, bán vé rồi đó nha, chưa có poster nè. Rồi mọi người vô mua vé đi. Đây sơ đồ chỗ ngồi của nhà văn hóa thanh niên, vui quá, vui quá ha. Rồi ba mươi tháng 5 là cường thi học kỳ 2 xong rồi cả nhà, hát thoải mái luôn. Tuần sau mười mấy tay là bắt đầu thi rải rác dài cho tới qua tháng 5, qua đầu tháng 5 thì Xuân Mỹ nghỉ giữa giữa tháng 5 là em ấy đã thi xong rồi. Cỡ 20 tháng 5 là xong, là tới 30 tháng 5 hát khỏe luôn. Rồi mọi người chuẩn bị nha, 1,5 triệu, 1,5 triệu, 1,2 triệu, 950, 750 và 500 ha. Đàn đã vỡ người cũng nỡ sang ngang, tang tích tịch tình tang, thời gian như màu thương nhớ. Tiếng cung đàn đã lỡ, tình tăng. Xin chúc mừng, xin chúc mừng cậu Út Gò Công đã chốt thêm một show với May ha. Xuân Mỹ hôm qua Xuân Mỹ nói với cả nhà đó là May là một giống như là một đối tác chiến lược của Cường, cho nên là bao giờ cũng vậy, mini show vẫn là của May tổ chức cho Cường ha cả nhà. Thành ra là show tháng 4 và show tháng 6, thì tháng 6 thì Cường là khách mời, tháng 4 thì là giống như 50-50, nhưng mà show 30 tháng 5 là show của Cường ha, còn khách mời thì tính sau ha. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang tin xã hội ha cả nhà. Trời ơi, vui quá, tự nhiên thêm một show 30 tháng 5 nữa, thấy nôn nao dễ sợ luôn cả nhà ơi, nôn nao dễ sợ luôn. Giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội nha cả nhà, để trước khi kết thúc video.
Ngày 12 tháng 4, Viện Kiểm sát Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố tài xế Đinh Tiến Bình ở huyện Chư Bư về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông. Liên quan tới kết quả điều tra khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8 2023, theo điều động của công ty Đại Thắng ở Pleiku, tài xế Bình điều khiển xe ô tô tải chở đá xây dựng từ xã Ia Hú Rú lưu thông trên quốc lộ 14. Khi đến đoạn qua thôn Tao Cho thì Bình điều khiển xe tải từ làn đường bên phải lấn sang làn đường bên trái để vượt ô tô con do anh Nguyễn Tú Sinh điều khiển đang đi phía trước cùng chiều. Lúc này trên xe anh Sinh chở 3 người gồm Dương Minh Ninh, Đào Trọng Trí, Paulo Maderia Oliveria đang công tác tại câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Khi xe tải đang vượt, Bình phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải đang đi hướng ngược lại nên đã điều khiển xe về lại phần đường bên phải. Lúc này đầu ô tô của Bình đã tông vào phần đuôi phía sau bên trái của ô tô anh xe anh ấy bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó tài xế tiếp tục đánh lái sang bên trái, tông vào xe bên trái và đẩy ô tô con sang làn đường bên trái do anh Nguyễn Tấn Sôn đang điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Khi anh Sôn phát hiện sự việc đã đạp phanh nhưng mà do quán tính xe không thể dừng lại, tông vào đuôi xe bên phải. Hậu quả vụ tai nạn khiến Dương Minh Ninh, Đào Trọng Chí và Paulo đăng xuất tại chỗ, anh Sinh bị thương tích 44%. Quá trình điều tra thì tài xế Bình thành khẩn khai báo phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ma túy của ba tài xế đều âm tính, các xe không vi phạm trọng tài. Kết quả xác minh tốc độ tại thời điểm gây tai nạn với tốc độ 55 km/h đối với ô tô 47 không có thông tin và dữ liệu trên hệ thống giám sát hành trình của Cục Đường Bộ Công an. Theo Viện Kiểm sát tỉnh Gia Lai, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do tài xế Bình điều khiển ô tô vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém, đã vi phạm khoảng 2 điều 14 luật giao thông đường bộ, vi phạm khoảng 1 điều 12 thông tư 91 ngày 31 tháng 12 2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Hành vi của tài xế Bình là gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người được pháp luật bảo vệ, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Với tình tiết định khung hình phạt làm đăng xuất 3 người trở lên quy định tại điểm A khoảng 3 điều 260 của Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt chia tố từ 7 đến 15 năm tù. Cái cả nhà, như vậy là cuối cùng là Viện Kiểm sát đã kết luận rồi ha. Thì một lần nữa thì xin chia buồn với ba nạn nhân trong câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng mà cũng rất mong là mọi người khi tham gia giao thông cần phải chú ý ha, an toàn cho bản thân mình và người tham gia giao thông trên đường. Đó là cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả. Sai ở đâu thì pháp luật người ta xử ở đó cả nhà. Đó. Rồi một lần nữa thì Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ, và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha, và tích cực cài view theo cái thủ công, cố gắng cài view theo thủ công để giữ cái view chắc và giữ cái top thịnh hành lâu cho Cường. Nếu không lên top 2 được, bởi vì top 2 ở trên hai đối thủ cũng ra khá nặng ký. Thì chúng ta giữ top 3 lâu lâu trên bảng danh mục âm nhạc thịnh hành và sớm đưa bài hát lên triệu view ha. Còn lại thì chúng ta tương tác với trang fanpage để chờ những cái thông tin của Cường liên quan tới các show diễn ha. Ở đây thì mới dừng lại cái TikTok thôi ha cả nhà. Rồi một lần nữa thì xin chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào ạ. Cây đâu muốn cách xa.
Ngày mai nắng vẫn còn.